Vâng, em đang về rất nhiều các cái kiện hàng nhé, gồm có các cái nồi áp suất này. Đấy. Đấy, đây là những cái gì đây? Đây là những cái loa, đây là những cái loa Bluetooth này. Đấy, loa Bluetooth nhé. Đấy, những cái loa Bluetooth này. Đây là các cái dòng máy ép này, máy ép chậm của Hurom nhé. Đấy, máy ép chậm của Hurom này. Đấy. Rồi các cái dòng bình thủy này. Đấy. Các dòng bình thủy nhé. Đấy. Rất nhiều nhé. Đấy. Đấy, các cái dòng bình thủy này. Bình thủy của Panasonic nhá, rất xịn nhá. Đấy, bình thủy của Panasonic này. Đấy. Đấy, các cái dòng máy 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 các cái dòng bàn là nhá. Này. Bàn là này. Đấy. Bàn là của Lationan nhá, bàn là của Lationan rất chất nhá. Đấy, nhìn còn cực kỳ mới luôn. Đẹp. Đấy. Xem thử đằng sau này. Đấy. Đấy, rất ok nhá. Đấy, nhìn tay cầm này, đấy, còn rất là đẹp. Đấy, đây những cái son này, về rất nhiều cái nồi áp suất nhá. Đây, các cái dòng nồi áp suất này, đấy, các nồi áp suất nhỏ to rất nhiều. Đấy, đây là những cái bàn ủi nhá, bàn ủi Toshiba này. Đấy, rất nhiều các dòng bàn ủi. Đấy. Đấy. Nồi áp suất các kiểu. À, em về rất nhiều nhá. Đấy, còn rất nhiều các cái hạng mục khác, nồi cơm điện các thứ. Còn rất nhiều. Thì em chuẩn bị sẽ quay lên để quý vị và các bạn xem là lấy cái nào thì ủng hộ em nhé. Đây. Em vừa mới khui ra rất nhiều các cái dòng bếp từ nhá. Đấy, cực nhiều các cái dòng bếp từ của nội địa của Nhật nhé. Đấy, đấy, ngoài ra còn có rất nhiều các âm ni. Đấy, các dòng âm ni này. Đấy, âm ni các cái dòng săn xui các kiểu này, dòng 607L extra này, 707X hoặc là và 907X đề các này. Đấy, 607X đề các này. Đấy, các dòng 607KX này, nhiều toàn dòng toàn đắt, dòng đắt tiền nhé. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, em ấy xong rồi chuẩn bị em quay lên nhé. Quý vị và các bạn xem cần món nào cứ inbox cho em nhé. Inbox hoặc là comment cho em. Đấy, số điện thoại của em là 0966594581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy, các dòng máy xay sinh tố các dòng máy xay này em bán là gần như gọi là bán giá quá bèo luôn nhé. Đấy. Vâng. Em xin cảm ơn nhé.